Mười hạnh này với ba vô học thu nhiếp nhau như thế này. Giới học có ba. A. Giới luật nghi là chính thức xa lìa những điều đáng xa lìa. B. Giới nhiếp thiện pháp là chính thức tu chứng những điều đáng tu chứng. C. Giới nhiêu ích hữu tình là chính thức lợi lạc tất cả hữu tình. Giới học này giới nhị thừa có chung và không chung, rộng lớn sâu xa như chỗ khác nói. Giới nhiếp luật nghi là chung với nhị thừa, còn hai giới kia chỉ đại thừa có. Định học có bốn. A. Định đại thừa quang minh là định làm phát sanh ánh sáng trí tuệ chiếu liễu lý, giáo, hạnh, quả đại thừa, bát nhã đức. B. Định dương gom góp phước đức là định tự tại gom góp vô biên phước đức, như vua có thế lực không gì sánh nổi, giải thoát đức. C. Định hiền thủ là định có khả năng giữ gìn pháp hiền thiện của thế gian và xuất thế gian, pháp thân đức. D. Định kiện hành là việc làm của hạng hữu tình lớn lao, mạnh mẽ như Phật, Bồ Tát, định thủ lăng nghiêm. Cảnh sở duyên, sự đối trị, sức cam chịu, cách dẫn pháp, các tác nghiệp của bốn định này thì như các chỗ khác nói. Tuệ học có ba. A. Tuệ gia hành không phân biệt, tầm tư chân như. B. Tuệ căn bản không phân biệt, chứng chân như. C. Tuệ hậu đắc không phân biệt, tuệ khởi dụng lợi tha. Tự tánh, chỗ nương, nhân duyên, cảnh sở duyên và hành tướng của ba tuệ này như các chỗ khác đã nói. Ba tuệ như vậy, về chủng tử thì trong hai địa vị tư lương và gia hạnh đều có đủ, còn về hiện hành thì chỉ có ở trong gia hạnh vị. Trong thông đạt vị, về hiện hành thì có hai tuệ là căn bản và hậu đắc, về chủng tử thì có đủ cả ba tuệ. Còn trong kiến đạo vị thì không có hiện hành gia hạnh tuệ. Trong tu tập vị gồm có mười địa, thập địa. Địa thứ bảy trở về trước, hoặc chủng, hoặc hiện đều có đủ ba tuệ. Địa thứ tám trở đi, hiện hành thì có hai tuệ là căn bản và hậu đắc. Vì địa thứ tám trở đi là vô công dụng đạo, trái với hiện hành gia hạnh tuệ. Sự tấn tới của nó đều dùng trí hậu đắc, nhậm vận hiện khởi trong khi quán vô lậu, chứ không phải dùng trí gia hạnh. Trong cứu cánh vị đều có hai tuệ căn bản và hậu đắc, vừa hiện hành vừa chủng tử. Còn hiện hành và chủng tử của tuệ gia hạnh thì ở đây đều đã bỏ hết. Nếu tự tánh gì nhiếp theo tự tánh ấy, thì giới chỉ nhiếp giới, định chỉ nhiếp tịnh lự, còn tuệ thì nhiếp năm độ sau. Nếu kim nhiếp cả các độ trợ bạn đồng hành, thì sáu độ đều nhiếp đủ lẫn nhau. Nếu nhiếp theo tác dụng, thì giới nhiếp ba độ trước, vì bố thí là tư lương của giới, trì giới là tự thể của giới và nhẫn nhục là quyến thuộc của giới. Định nhiếp tịnh lự, tuệ nhiếp năm độ sau, tinh tấn nhiếp cả ba là giới, định, tuệ, vì nó sách tấn khắp ba thứ đó. Nếu theo tướng rõ ràng mà nhiếp, thì giới thu nhiếp bốn độ trước là thí, giới, nhẫn, thêm tinh tấn là sách tấn thủ hộ, thành bốn, định nhiếp tịnh lự, tuệ nhiếp năm độ sau. Địa vị của mười thắng hạnh này là cả năm địa vị từ tư lương đến cứu cánh đều có đủ, tuy nhiên chỉ ở trong tu tập vị tướng nó rõ rệt hơn. Nhưng các Bồ Tát đốn ngộ ở trong hai địa đầu, về chủng tử mười hạnh thì thông cả hữu lậu, vô lậu, về hiện hành của mười hạnh thì chỉ là hữu lậu. Những Bồ Tát tiệm ngộ thì hoặc chủng hoặc hiện đều thông cả hữu lậu, vô lậu, vì đã có được sự quán sát về sanh không vô lậu. Ở trong thông đạt vị chủng tử mười hạnh thông cả hữu lậu, vô lậu, còn hiện hành của mười hạnh thì chỉ là vô lậu. Trong tu tập vị gồm có mười địa, địa thứ bảy trở về trước, thì chủng tử và hiện hành của mười hạnh đều thông cả hữu lậu, vô lậu. Địa thứ tám trở đi, về chủng tử mười hạnh thì thông cả hữu lậu, vô lậu,
còn hiện hành thì chỉ là vô lậu. Trong cứu cánh vị, hoặc chủng hoặc hiện của 10 hạnh đều chỉ là vô lậu. 10 thắng hạnh này trong lúc tu nhân gồm có 3 tên: A. Diễn Ba La Mật Đa, tức vô số kiếp đầu tiên, lúc này thế lực của sự bố thí vân vân còn yếu, bị phiền não đè, chưa thể đè lại nó, do đó phiền não cứ thình lình hiện hành. B. Cận Ba La Mật Đa, tức vô số kiếp thứ hai, lúc này thế lực của sự bố thí vân vân dần dần tăng, không còn bị phiền não đè, mà ngược lại đè nó, do đó phiền não khi có cố ý nó mới hiện hành. C. Đại Ba La Mật Đa, tức vô số kiếp thứ ba, lúc này thế lực của bố thí vân vân càng tăng, dẹp hoàn toàn tất cả phiền não hiện hành, do đó phiền não vĩnh viễn không thể hiện hành, nhưng còn hiện hành và chủng tử của sở tri chướng vi tế và chủng tử của phiền não chướng chưa hoàn toàn dứt bỏ. Nghĩa loại của 10 thắng hạnh sai biệt vô biên, chỉ sợ dông dài nên lược nêu cương yếu. 10 thắng hạnh tuy trong 10 địa Bồ Tát đều thật tu, nhưng tùy theo tướng của mỗi thứ tăng hơn mà mỗi địa tu mỗi hạnh. Tuy pháp tu của 10 địa Bồ Tát có vô lượng môn, nhưng đều nhiếp vào trong 10 hạnh đáo biển ngạn này. 10 trọng chướng là: 1. Chướng của tánh dị sanh phàm phu, đó là dựa vào phần chủng tử của hai chướng phân biệt khởi mà lập làm dị sanh tánh. Nhị thừa lúc có trí kiến đạo hiện tiền, chỉ dứt được một thứ phân biệt phiền não, gọi là được thánh tánh. Bồ Tát lúc có trí kiến đạo hiện tiền thì dứt cả hai chướng phân biệt, gọi là được thánh tánh. Vì lúc hai chân kiến đạo của nhị thừa và Bồ Tát hiện tiền thì chủng tử của hai chướng phân biệt kia ắt không thành tựu, giống như sáng và tối quyết định không cùng sanh, hoặc như hai đầu cân cao thấp cùng trong một lúc. Những pháp trái nhau lẽ thường như vậy, thế nên hai tánh hoặc và trí không có cái lỗi cùng khởi một lúc. Hỏi: trong thời gian của vô gián đạo đã không còn chủng tử các hoặc, thì cần gì khởi lên giải thoát đạo? Đáp: vì vô gián đạo là trong thời kỳ trí hậu đắc dứt hoặc, giải thoát đạo là trong thời kỳ trí căn bản chứng diệt. Tâm trong hai thời kỳ khác nhau nên phải có giải thoát đạo. Lại vì để xả bỏ tánh thô trọng của phẩm hoặc kia, vì trong lúc vô gián đạo tuy không có chủng tử các hoặc, nhưng chưa bỏ được tánh không kham nhậm thô trọng của nó. Vì để bỏ tánh không kham nhậm đó nên phải khởi giải thoát đạo. Lại nữa, vì để chứng được trạch diệt vô vi của phẩm hoặc ấy, tuy ở kiến đạo vì phát khởi cũng dứt các nghiệp quả trong đường ác, nhưng nay nói kiến đạo còn khởi các hoặc, vì các hoặc là căn bản của nghiệp quả, do đó ở sơ địa nói dứt cái tánh thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu đắm chấp ngã pháp, tức là cái chướng vị sanh tánh nói ở đây. Hai là cái ngu về các tạp nhiễm trong đường ác, các nghiệp quả do ngu mà có, cùng phẩm loại với ngu nên gọi chung là ngu. Ở chính địa sao chuẩn theo đây mà giải thích, như lầm phạm ba nghiệp cũng gọi là ngu. Hoặc nói ở sơ địa, dứt hai thứ ngu vô minh là chỉ cho hai ngu cùng khởi giới lợi sử, năm ác kiến và đụng sử, tham sân vân vân. Nói chữ thô trọng kia là chỉ cho chủng tử của hai ngu, hoặc là tánh không kham nhậm do hai ngu khởi lên, như nói vào đệ nhị thiền là dứt khổ căn thô trọng. Tuy khổ căn không phải hiện hành hay chủng tử, nhưng cũng gọi là thô trọng. Chữ thô trọng này có nghĩa là tánh không kham nhậm. Từ đây về sau trong các địa, nếu gặp chữ thô trọng thì nên giải thích theo đây. Tuy trong sơ địa, các hoặc do kiến đạo dứt, thật thông cả hai chướng phiền não và sở tri, mà nay nói ở sơ địa bị chướng dị sanh tánh là chủ ý nói phần sở tri chướng trong dị sanh tánh đó. Vì kinh nói,
mười địa dứt mười thứ vô minh, chứ không phải phiền não nhiễm ô. Vô minh chính là cái ngu trong mười phẩm chướng. Vì nhị thừa cũng dứt được phiền não chướng. Vì phiền não là thứ chung với nhị thừa, nó không phải ở đây muốn nói. Lại mười vô minh không ô nhiễm là chỉ dựa vào thứ hoặc do tu sở đoạn tại mười địa mà nói. Tuy ở tại sơ địa cũng dẹp một phần phiền não câu sanh, cho nên đây không nói. Đúng lý thì thật sự trong tu đạo vị của sơ địa, trong sơ địa có ba tâm là nhập tâm, trú tâm, xuất tâm. Nhập tâm cũng gọi sơ tâm, kiến đạo vị, trú tâm, xuất tâm cũng gọi hậu tâm tu đạo vị, cũng dứt một phần sở tri chướng câu sanh. Nhưng nay cốt nói điều phải dứt đầu tiên là dứt chướng vị sanh tánh. Sự dứt chướng của chính địa sao chuẩn theo đây mà biết. Khi trú trong mãn địa, sơ địa hậu tâm đã ngấm lâu rồi, lý phải tiến tới dứt hết những chướng cần phải dứt. Nếu không như vậy thì ba thời trong mỗi địa, lúc đầu với vô gián đoạn, lúc giữa với giải thoát đạo, lúc cuối với thắng tấn đạo, không có sai khác. Bởi vậy nói Bồ Tát khi được thiện quán rồi lại ở cương vị tu đạo trong mười địa chỉ tu đạo để vĩnh viễn dứt hết sở tri chướng, còn để lại chủng tử phiền não chướng câu sanh để giúp cho nguyện Bồ Đề thọ sanh lại ba cõi, chẳng phải như nhị thừa mong mau đạt tới viên tịch. Cho nên Bồ Tát ở tu đạo vị không đoạn chủng tử phiền não, đợi đến khi sắp thành Phật mới chống đoạn một lần. 2. Chướng của tà hạnh, tức là một phần câu sanh trong sở tri chướng và những điều lầm phạm nơi ba nghiệp do phần câu sanh sở tri chướng đó khởi lên. Nó làm chướng ngại đối với giới rất thanh tịnh, cực tịnh thi la của nhị địa. Khi vào nhị địa liền vĩnh viễn dứt sạch chướng này. Do đó nói ở địa thứ hai là dứt hai cái ngu và tính thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu làm phạm giới vi tế, tức một phần câu sanh trong sở tri chướng. Hai là cái ngu về các nghiệp, các thú, tức là ba nghiệp làm phạm do chứng này khởi lên. Hoặc là ngu vì chỉ khởi nghiệp mà không hiểu là nghiệp. Ba, chướng của sự ám độn, tức là một phần câu sanh trong sở tri chướng, khiến những giáo pháp đã được nghe, suy nghĩ, tu trì bị quên mất. Nó làm chướng ngại đối với thắng định tổng trì của địa thứ ba và ba tuệ thù thắng do định đó phát sanh. Khi vào địa thứ ba liền vĩnh viễn dứt sạch chứng này. Do đó nói ở địa thứ ba dứt hai cái ngu và tánh thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu tham dục, tức là cái ngu một phần câu sanh trong sở tri chướng. Nó làm chướng ngại thắng định và tu tuệ nói trong đây. Vì nó từ xa xưa phần nhiều đi chung với tham dục, cho nên gọi là dục tham ngu. Nay được thắng định và tu sở thành tuệ, một phần câu sanh sở tri chướng đã vĩnh viễn bị dứt, thì dục tham cũng theo đó bị dẹp. Vì từ vô thủy lại, dục tham nương nơi một phần câu sanh trong sở tri chướng đó khởi lên. Hai là cái ngu về Đà La Ni văn trì viên mãn, tức là cái ngu làm chướng ngại cái tuệ cho khả năng tổng trì các pháp đã được nghe, nghĩ. Bốn, chứng của phiền não vi tế hiện hành, tức là một phần câu sanh trong sở tri chướng và thân kiến cũng khởi với thức thứ sáu, vì nó là tối hạ phẩm, tức không tác ý mà duyên, là từ xa xưa cứ theo hiện hành, cho nên nói là vi tế. Nó là chướng ngại pháp Bồ Đề phần của địa thứ tư. Khi vào địa thứ tư, chướng này bèn vĩnh viễn dứt sạch, vì một phần câu sanh sở tri chướng này từ xa xưa cùng với phiền não chấp ngã kiến nhậm vận sanh câu sanh trong thức thứ sáu đồng một thể khởi lên, cho nên gọi nó là phiền não. Nay trong địa thứ tư đã chứng được pháp Bồ Đề phần vô lậu, sở tri chướng kia bị dứt vĩnh viễn, thì ngã kiến này cũng vĩnh viễn không hiện hành. Sơ nhị tam địa thật hành thí giới tu tuệ,
sự tướng đồng với thế gian. Còn địa thứ tư này tu đắc pháp Bồ Đề Phần mới gọi là xuất thế, nên vĩnh viễn hại được hai thứ thân kiến, thân kiến biên kiến này. Hỏi: sao biết thân kiến này chỉ tương ưng với thức thứ sáu? Đáp: ngã kiến tương ưng với thức thứ bảy cùng với đạo vô lậu, tánh trái nghịch nhau, nên khi tên địa thứ tám trở đi, thứ ngã này mới vĩnh viễn không hiện hành, còn địa thứ bảy trở lui nó còn hiện khởi. Vì ngã kiến này cùng với các phiền não ngã si, ngã ái, ngã mạn làm chỗ nương dựa duy trì. Ngã kiến nơi thức thứ sáu thô, nơi thức thứ bảy tế, nên sự uống dẹp có trước sau. Vì vậy ở địa thứ tư này chỉ nói dứt thứ ngã kiến tương ưng với thức thứ sáu. Nói chữ thân kiến vân vân cũng gồm luôn cả định ái, ái trước thiền định, pháp ái, ái trước pháp đã nghe, nghĩ, tu, thuộc sở tri chướng vô thủy. Định ái, pháp ái đó ở địa thứ ba còn tăng, vào địa thứ tư mới vĩnh viễn dứt, vì pháp Bồ Đề Phần đặc biệt trái với nó. Do đó nói ở địa thứ tư dứt hai cái ngu và tánh thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu ái trước đẳng chí, định thắng xứ, mười biến xứ, bốn vô sắc vô tưởng, tức là định ái cùng đi với câu sanh sở tri chướng nói trong đây. Hai là cái ngu pháp ái, tức là pháp ái cùng đi với câu sanh sở tri chướng nói trong đây. Khi hai cái ngu nhiếp thuộc sở tri chướng đã dứt, thì hai thứ ái thuộc phiền não chướng cũng vĩnh viễn không hiện hành. Năm, chướng của hạ thừa bát niết bàn, đó là một phần câu sanh trong sở tri chướng, xui khiến chán sanh tử. Ưa niết bàn đồng với nhị thừa bậc dưới, chán khổ, ưa tịch diệt, nó làm chướng ngại đạo không sai biệt của địa thứ năm. Khi vào địa thứ năm, chướng này bèn bị dứt vĩnh viễn. Do đó nói ở địa thứ năm dứt hai cái ngu và tính thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu chỉ thuần khởi ý chán bỏ sanh tử, tức trong đây nói chán sanh tử. Hai là cái ngu chỉ thuần khởi ý hướng đến niết bàn, tức trong đây nói ưa niết bàn. Sáu, chướng của thô tướng hiện hành, tức là một phần câu sanh trong sở tri chướng, chấp có thô tướng nhiễm tịnh hiện hành, nó làm chướng ngại đối với đạo không nhiễm tịnh của địa thứ sáu. Khi vào địa thứ sáu thì chướng này liền bị dứt vĩnh viễn. Do đó nói địa thứ sáu dứt hai cái ngu và tánh thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu hiện quán sát các hành lưu chuyển, tức trong đây nói chấp có tướng nhiễm của lưu chuyển môn khổ tập đế, vì các hành lưu chuyển thuộc về phần nhiễm. Hay là cái ngu về tướng quán hiện hành nhiều, tức trong đây nói chấp có tướng tịnh, vì thủ lấy tướng tịnh của hoàng diệt môn diệt đạo đế, nên tướng quán thì hiện hành nhiều mà chưa có thể trú vào vô tướng quán lâu dài. 7. Chướng của tế tướng hiện hành, tức là một phần câu sanh trong sở tri chướng, chấp có tướng vi tế sanh diệt hiện hành, nó làm chướng ngại đạo vi diệu vô tướng của địa thứ bảy. Khi vào địa thứ bảy, chướng này liền bị diệt vĩnh viễn. Do đó nói ở địa thứ bảy dứt hai cái ngu và tánh thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu về tế tướng hiện hành, tức trong đây nói chấp có tướng sanh, vì còn chấp thủ tướng sanh vi tế trong lưu chuyển môn. Hay là cái ngu về sự chỉ thuần tác ý cầu vô tướng, tức trong đây nói chấp tướng diệt, vì còn chấp thủ tướng diệt vi tế trong môn hoàng diệt, chỉ thuần tác ý cần cầu vô tướng, nên chưa thể ở trong không vô tướng thiện xảo mà khởi lên thắng hạnh hữu vi. 8. Chướng của sự tác ý gia hạnh vô tướng,
tức là một phần câu sanh trong sở tri chướng. Nó khiến cho vô tướng quán không thể nhậm giận khởi lên. Năm địa trước quán hữu tướng nhiều, quán vô tướng ít. Địa thứ sáu quán hữu tướng ít, quán vô tướng nhiều. Trong địa thứ bảy, thuần quán vô tướng, tuy hằng tương tục, nhưng có gia hạnh quán. Do trong khi quán vô tướng có tác ý gia hạnh, nên chưa thể nhậm giận hiện ra thân tướng và quốc độ. Gia hạnh như thế là chướng ngại đạo vô công dụng của địa thứ tám. Nếu khi được vào địa thứ tám, thì chứng này liền bị diệt vĩnh viễn. Do dứt vĩnh viễn mà được hai điều tự tại, hiện tướng và hiện độ. Do đó, nói trong địa thứ tám dứt hai cái ngu và tánh thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu ở trong vô tướng mà tác ý công dụng; hai là cái ngu ở trong tự tại, tướng không được tự tại khiến ở trong tướng không được tự tại. Tướng này cũng nhiếp một phần tướng quốc độ. Địa thứ tám trở lên thuần đạo vô lậu, nhị không quán, mới được nhậm giận tự tại khởi. Phiền não của ba cõi bấy giờ vĩnh viễn không hiện hành, chỉ có sở tri chứng vi tế trong thức thứ bảy là còn có hiện khởi. Vì trí quả sanh không, không trái với sở tri chứng vi tế đó. 9. Chứng không muốn thực hành việc lợi tha, tức là một phần câu sanh trong sở tri chứng, nó xui khiến đối với việc lợi lạc hữu tình không muốn siêng làm, chỉ ưa tu hạnh tự lợi. Nó làm chướng ngại đối với bốn vô ngại giải của địa thứ chín. Khi vào địa thứ chín liền dứt hai cái ngu và tánh thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu đối với vô lượng pháp được nói, vô lượng danh, câu, chữ và tuệ biện của hậu đắc trí Đà La Ni tự tại. Đối với vô lượng pháp được nói Đà La Ni tự tại, tức là hiểu biết về nghĩa không ngăn ngại, tức đối với nghĩa lý sở thuyên tóm giữ tự tại, trong một nghĩa mà hiện bày tất cả nghĩa. Đối với vô lượng danh, câu, chữ Đà La Ni tự tại, nghĩa là hiểu biết về pháp không ngăn ngại, tức đối với ngôn từ đăng thuyên tóm giữ tự tại trong một danh câu chữ hiện bày tất cả danh câu chữ. Đối với tuệ biện của hậu đắc trí Đà La Ni tự tại, nghĩa là hiểu biết về ngôn từ không ngăn ngại, tức đối với ngôn từ âm thanh triển chuyển quấn thích tóm giữ tự tại trong một âm thanh mà hiện bày tất cả âm thanh. Hai là cái ngu về khả năng biện tài tự tại. Biện tài tự tại là hiểu biết về biện tài không ngăn ngại, tức khéo thấu rõ cơ nghi, khéo gì nói pháp. Cái ngu này làm chướng ngại bốn thứ tự tại đó và đều nhiếp vào trong cái chướng thứ chín này. 10. Chướng đối với các pháp chưa được tự tại, đó là một phần câu sanh trong sở tri chướng, làm cho đối với các pháp không được tự tại, nó chướng ngại mây trí đại pháp và công đức được hàm tàng, sự nghiệp được khởi lên từ trong trí đó của địa thứ 10. Khi vào địa thứ 10 thì cái chướng này bị dứt vĩnh viễn. Do đó, nói địa thứ 10 dứt hai cái ngu và tánh thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu về đại thần thông, tức trong đây nói nó làm chướng ngại khởi lên sự nghiệp. Hai là cái ngu về sự ngộ nhập vi tế bí mật, tức trong đây nói nó làm chướng ngại mấy trí đại pháp và công đức như 10 lực, bốn vô quý hàm tàng trong đại trí đó. Địa thứ 10 này tuy được tự tại đối với pháp, nhưng vì còn có chứng thừa nên chưa được gọi là tối cùng cực, nghĩa là còn có sở tri chướng câu sanh vi tế và chủng tử phiền não chướng nhậm giận khởi. Đến khi kim cang dụ định hiện tại tiền, chúng chống bị dứt một lần mà vào Như Lai địa. Do đó, nơi Phật địa dứt hai cái ngu và tánh thô trọng của nó. Hai cái ngu là: một là cái ngu đối với tất cả cảnh sở tri, còn sự chấp trước rất vi tế, tức trong đây nói chướng sở tri vi tế. Hai là cái ngu của sự chướng ngại cực vi tế, tức trong đây nói chủng tử
của tất cả phiền não chướng nhậm dẫn câu sanh. Cho nên trong tập luận nói, khi được Bồ đề chống dứt phiền não và sở tri chướng, thành A-la-hán và thành Như Lai, chứng đại Niết bàn và đại Bồ đề vậy. Hết cuốn 9 theo bản Hán. 11 chứng này, 10 chứng cộng thêm chứng còn thừa ở Phật địa thành 11, đều thu nhiếp vào hai chứng là phiền não và sở tri. Trong phiền não chứng, phần chủng tử thuộc kiến đạo đoạn, thì khi vào kiến đạo vị của sơ địa cực hỷ, bắt đầu đoạn trừ. Còn phần hiện hành phiền não chứng thuộc kiến đạo đoạn, thì đã cắt dẹp trước khi vào sơ địa. Phần chủng tử phiền não chướng thuộc tu đạo đoạn, thì khi kim cang, vũ định, hiện tại tiền, tất cả đều kiếp đoạn một lần. Còn phần hiện hành của phiền não chướng thuộc tu đạo đoạn, thì đã tạm cắt dẹp trước khi vào sơ địa. Từ sơ địa trở lên, kiếp dẹp hết loại hiện hành này một lần, khiến vĩnh viễn không hiện hành như A-la-hán, chỉ trừ cho sức cố ý mà trong bảy địa đầu, tuy có tạm thời khởi lên nhưng không phải là lỗi. Nếu từ địa thứ 8 trở lên, thì loại phiền não thuộc tu đạo đoạn hoàn toàn không còn hiện hành. Ở A-na-hàm khởi kim cang dụ định, dứt sạch chủng tử phiền não mà chứng A-la-hán. Trong sở tri chướng, phần chủng tử thuộc kiến đạo đoạn, thì khi vào kiến đạo vị của sơ địa cực hỷ, bắt đầu đoạn trừ. Còn phần hiện hành của sở tri chướng thuộc kiến đạo đoạn thì khắc phục trước khi vào sơ địa. Phần chủng tử sở tri chướng thuộc tu đạo đoạn thì trong 10 địa lần lượt đoạn dứt, thẳng đến khi kim cang dụ định hiện tại tiền thì mới vĩnh viễn dứt sạch. Còn phần hiện hành sở tri chướng thuộc tu đạo đoạn thì trước sơ địa đã lần lần khắc phục, cho đến địa thứ 10 mới vĩnh viễn dứt sạch. Nếu từ địa thứ 8 trở lên thì câu sanh sở tri chướng tương ưng với thức thứ 6 không còn hiện hành, vì tâm quán vô lậu và trí quả sanh không thường tiếp tục trái với nó. Nhưng câu sanh sở tri chướng tương ưng thức thứ 7 vẫn còn hiện hành, phải có trí quả quán pháp không hiện khởi mới dẹp được nó. Năm chuyển thức trước dù chưa được chuyển y, nhưng do sức quán vô lậu, quán hay không đè dẹp, mà sở tri chướng nơi năm thức này không thể khởi được. Ở đẳng giác địa khởi kim cang, dụ định dứt hết chủng tử sở tri mà chứng diệu giác. Tuy trong 10 địa vị tu đạo đều không cốt dứt chủng tử phiền não chướng, chỉ cốt dứt sở tri chướng, nhưng mà tánh thô trọng không kham nhậm của nó cũng đã dần dần dứt. Do đó nên nói hai chướng thô trọng mỗi mỗi có 3 địa vị đoạn trừ. Tuy trong các địa vị đều dứt thô trọng, nhưng có địa vị rõ rệt, cho nên nhấn mạnh nói 3 địa đoạn trừ là thông đạt vị, tu tập vị, cứu cánh vị. Dứt chủng tử hai chướng tiệm đốn lần lần một lần như thế nào? Chủng tử phiền não chướng tương ưng với thức thứ 7, khi hàng tam thừa sắp được quả vị vô học, chỉ một sát na thì đoạn hết chướng này trong 3 cõi. Còn chủng tử sở tri chướng khi sắp thành Phật, trong một sát na thì dứt hết tất cả, vì nó lặng lẽ nhậm dẫn khởi lên bên trong, không có thô tế. Chủng tử của phiền não chướng tương ưng với thức thứ 6, nếu thuộc loại kiến đạo đoạn, thì trong chơn kiến đạo của kiến đạo vị tam thừa dứt hết tất cả một lần. Nếu thuộc loại tu đạo đoạn thì tùy chỗ thích hợp, hoặc có một loại vị thừa đối với câu sanh phiền não trong 3 cõi, 9 địa mỗi mỗi lần lượt đoạn từng 9 phẩm riêng. Lại có một loại vị thừa đối với câu sanh phiền não trong 3 cõi, 9 địa hợp lại là một nhóm 9 phẩm đoạn riêng. Còn Bồ Tát thì đến khi khởi kim cang dụ định, trong một sát na mới đoạn hết phiền não trong 3 cõi một lần.
chủng tử sở tri chướng thuộc kiến đạo đoạn, tương ưng với thức thứ sáu. Thì khi vào sơ tâm của sơ địa là đoạn hết một lần. Nếu là thuộc loại tu đạo đoạn, thì sao trong tu đạo vị của mười địa lần lượt dứt, cho đến khi chính thức khởi lên kim cang dụ định, trong một sát na mới đoạn hết được. Vì sở tri chướng tương ưng với thức thứ sáu, duyên cả cảnh thô tế bên trong thân và ngoài thân mà sanh khởi, có nhiều phẩm loại sai khác nên không thể dứt một lần. Hàng dị thừa căn độn, cho nên khi lần lượt đoạn chướng ắt phải khởi riêng vô gián đoạn, giải thoát đạo. Còn nếu là gia hạnh đạo và thắng tấn đạo, thì hoặc khởi chung hoặc khởi riêng. Hàng Bồ Tát vì lợi căn, khi ở địa vị dứt lần lần sở tri chướng, không cần phải khởi riêng vô gián đạo, giải thoát đạo, mà ngay trong từng sát na có thể đoạn hoặc và chứng quả, nên bốn vị là gia hạnh, vô gián, giải thoát, thắng tấn trước sau trong nhau đều dùng có đủ.